xin cộng đoàn đáp và ở cùng Thầy. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy có tiệc cưới tại Cana xứ Galilea và có mẹ Chúa Giêsu ở đó. Chúa Giêsu và các môn đệ người cũng được mời dự tiệc cưới. Khi thấy thiếu rượu, mẹ Chúa Giêsu nói với người: "Họ hết rượu rồi." Chúa Giêsu nói với mẹ: "Thưa bà, chuyện đó có liên hệ gì đến tôi và bà? Giờ tôi chưa đến." Mẹ người nói với những người giúp việc: "Người bảo gì, các anh cứ làm theo. Ở đó có 6 chum đá dùng vào việc thanh tẩy của người Do Thái, mỗi chum đựng được 2 hoặc 3 thùng nước." Chúa Giêsu bảo họ: "Hãy đổ nước đầy các chum." Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi Chúa Giêsu bảo họ: "Bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc." Và họ đã đem đi. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu, ông không biết từ đâu ra, còn những người giúp việc đã múc nước thì biết. Người quản tiệc mới gọi tân lang lại và nói: "Ai ai cũng đều tiếp đãi rượu ngon, và khách đã ngà ngà thì mới đem rượu xoàng hơn. Còn anh lại giữ rượu ngon cho tới giờ này." Chúa Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilea và đã tỏ vinh quang người, và các môn đệ đã tin người. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong nhà thờ của chúng ta hôm nay, nếu mà nói đẹp nhất và vui nhất thì phải nói đến là ai ạ? Vâng, là cô dâu và chú rể. Chúng ta vui bởi vì chúng ta được mọi người quy tụ về đây cầu nguyện cho đôi tân hôn. Chúng ta vui bởi vì Chúa chúc lành cho tình yêu của chúng ta. Thì đó là một điều mà không thể không vui được. Cho nên là trong niềm vui mừng, chúng ta vỗ một tràng pháo tay để chúc mừng cho anh chị trước. Chúng ta mỗi khi tham dự thánh lễ cưới, thánh lễ hôn phối, thì chúng ta được nhìn và được nghe khi mà cô dâu và chú rể nắm tay nhau và hứa: "Em và anh sẽ giữ lòng trung thành, trung thủy với nhau khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng nhau mọi ngày suốt đời." Tôn trọng và yêu mọi ngày suốt đời, chứ không phải là một vài giây phút hoặc là một mấy ngày, mà yêu suốt đời. Hôm qua khi mà hướng dẫn cho hai anh chị, anh chị có thắc mắc khi nào mà chúng con nói là lời hứa yêu nhau thì phải nói là trung thành hay là trung thủy. Một cái đề tài mà tôi cũng đang suy gẫm để chia sẻ trong thánh lễ hôm nay, thì đó là một câu hỏi mà anh chị đặt. Vậy thì trung thành và trung thủy là cái gì mà trong hôn nhân lại cần như vậy? Định nghĩa trung thành và trung thủy thì đó là một thái độ trước sau như một,
không có thay đổi và làm điều tốt nhất bạn có thể làm cho người khác. Đó là sự trung thành. Còn sự trung thủy là nói lên tình yêu một vợ một chồng và chỉ có một mà thôi, không có chia sẻ tình yêu đó cho người khác. Và chúng ta nhớ lại trong Tin Mừng, Chúa Giêsu cũng đã tuyên bố là không ai có thể làm tôi hai chủ, hoặc là anh sẽ ghét chủ này mà yêu chủ nọ, hoặc anh sẽ trung thành với người này mà sẽ bất mãn với người kia. Bạn không thể nào phục vụ hai chủ cùng một lúc được. Cho nên sự trung thành và trung thủy trong hôn nhân là một điều kiện hết sức quan trọng. Nhưng mà nếu chỉ dừng lại ở sự trung thành và trung thủy thì hôn nhân của người ngoài xã hội người ta cũng có, thế thì chúng ta cũng dừng lại ở đó thôi thì cũng chẳng hơn gì cả. Vậy thì điều nhấn mạnh trong hôn nhân Kitô giáo của chúng ta là gì? Chúng ta vẫn nghe ca dao tục ngữ Việt Nam nói rằng tu là cõi phúc, tình là dây oan. Nhưng mà thử nhìn xuống nhà thờ chúng ta hôm nay, bao nhiêu người muốn đi vào cõi phúc và bao nhiêu người muốn đi vào cái dây oan? Hôm nay may mắn tôi nhìn xuống nhà thờ có nhiều các sơ, mọi hôm thì không có nhiều như thế này mà hôm nay tỷ lệ chắc là hơn. Nhưng mà so với tỷ lệ những người đi tham dự thánh lễ trong nhà thờ thì có lẽ cũng chẳng thấm vào đâu. Có tới 99,9% là những người muốn đi vào cái dây oan chứ không muốn đi vào cõi phúc. Vậy thì cái gì nó làm nên cái hôn nhân Kitô giáo của chúng ta? Đó là điều hay nó là một câu hỏi mà chúng ta đặt ra cho mỗi người chúng ta. Khi học giáo lý hôn nhân thì các anh các chị đều được biết về bản tính, tính chất và đặc tính cũng như điều kiện của hôn nhân để ra cho chúng ta rất là nhiều. Đấy, chẳng hạn như hôn nhân Công giáo là một vợ một chồng chung thủy trung thành với nhau cho đến trọn đời. Rồi điều kiện nữa là phải không bị ép buộc, hoàn toàn tự do, tự ý và tự nguyện. Nhưng mà dường như tất cả những điều đó thì hôn nhân ngoài Kitô giáo người ta cũng có. Vậy thì cái khác của hôn nhân Công giáo chúng ta ở điểm nào? Bây giờ hỏi tất cả những vị chúng ta đã xây dựng đời sống gia đình thì hôn nhân Công giáo của mình nó hơn ở người khác cái gì? Hỏi xem bao nhiêu người chúng ta trả lời được câu hỏi này, mà chúng ta đã từng sống ở trong đời sống hôn nhân và gia đình, và chúng ta đã từng lãnh nhận bí tích hôn nhân rồi, thì cái khác nó ở điểm nào? Để qua đó chúng ta mới nhận ra cái giá trị hôn nhân của Kitô giáo chúng ta. Thì câu trả lời ở đây, hôn nhân Công giáo của chúng ta đó là một ơn gọi. Chúng ta nhớ là một ơn gọi. Nếu xét về ơn gọi thì thường chúng ta chỉ nghĩ rằng các thầy, các sơ, các cha là những người đi tu mới có ơn gọi vào. Đấy, nhưng mà bao nhiêu người tu là cõi phúc mà muốn đi vào cõi phúc đâu? Tôi nhớ có một cha kể chuyện nào, bảo ngày xưa hỏi cha là tại sao lý do nào mà cha lại muốn đi tu? Thì cha trả lời là ngày xưa ông cố của mình có nói rằng con ơi con đi tu sướng lắm con ạ, một mình con ăn một mâm. Không biết có phải vì sướng như vậy để mà đi tu hay không? Mà nếu sướng như vậy thì bao nhiêu người ở đây muốn ăn một mâm đâu. Nhưng mà cha còn trả lời rằng nhớ là không phải một mâm nữa, nhưng mà ngủ một phòng và một mình một giường nữa cơ. Đấy. Nhưng mà kính thưa cộng đoàn phụng vụ, nếu nói ơn gọi của chúng ta, ơn gọi trong cộng đoàn, những người sống trong đời sống gia đình, thì gia đình chính là một ơn gọi. Mà ơn gọi ở đây không phải là xuất phát từ con tim, từ đáy lòng và từ lý trí của con người chúng ta, mà xuất phát bởi chính Thiên Chúa là Đấng đã tạo dựng, đã thánh hóa và chúc lành cho tình yêu phu phụ của chúng ta. Vì thế mà ngay từ ban đầu chúng ta nhớ lại, khi ông Adam, ông ấy được Chúa đặt vào vườn địa đàng, đầy đủ mọi sự. Nhưng mà tại sao ông ấy cứ cảm thấy nó buồn, nó thiếu cái gì đó? Ông ấy chưa cất lên một lời nào. Nhưng chỉ từ khi mà Chúa cho dựng nên một người nữ, đó là bà Eva, lúc đó ông mừng vui, ông nhảy lên và ông nói rằng đây là xương bởi xương tôi và thịt bởi thịt tôi. Cái ơn gọi mà Chúa đặt để cho hôn nhân gia đình ngay từ khi tạo dựng con người.
Nhưng kính thưa cộng đoàn phụng vụ, để sống trong ơn gọi ấy, thiết nghĩ rằng chúng ta cũng gặp rất nhiều khó khăn chứ không phải chuyện dễ dàng. Trong đời sống tương quan xã hội của con người chúng ta, sự trung thành, trung thủy với nhau đôi khi cũng bị đẩy lùi trong cuộc sống của mình. Bạn bè nhiều khi chơi cần phải sự trung thành để không phản bội nhau. Bạn bè chơi với nhau cũng cần sự trung thành để mà yêu thương nâng đỡ cho nhau. Nhất là trong đời sống vợ chồng thì sự trung thành để không có lỗi với nhau. Thầy trò cũng cần sự trung thành để gắn bó với nhau. Và như vậy chúng ta thấy sự trung thành luôn luôn là một điều kiện của ơn gọi hôn nhân. Và chắc hẳn rằng có rất nhiều các cái điều kiện khác, nhưng bởi thời gian không cho phép nên tôi cũng chỉ chia sẻ với cộng đoàn về ý nghĩa sự trung thành của ơn gọi hôn nhân mà thôi. Xem ra xã hội ngày hôm nay chúng ta thấy họ đã chạy theo lợi nhuận, con người đã khó giữ cái lời hứa trung thành. Vì lợi nhuận mà con người đã thay đổi ấy, chẳng hạn như các công nhân đi làm công ty, nay họ đổi công ty này, mai họ đổi công ty khác, dẫu rằng ông chủ công ty này đã từng giúp đỡ cho họ, nhưng họ vẫn từ bỏ nếu không đáp ứng được nhu cầu của họ. Bạn bè chơi với nhau cũng thế, rất nhiều khi kiếm được những bạn bè tri kỷ mà họ đã phản bội nhau. Họ chơi với nhau nhưng mà dễ dàng đạp đổ lẫn nhau chỉ vì cá lợi của cá nhân, vì công danh của họ. Rồi cũng thế, mối tình thầy trò cũng thế, không có thể trung thành được. Sau khi công thành danh toại, đôi khi còn có những người bạn phản thầy và vu khống cho nhau nữa. Trong đời sống hôn nhân, sự trung thành cũng đã có một sự báo hiệu, một dấu chỉ đáng báo động. Không biết rằng cái con số người ta tính toán và đưa ra nó có chính xác hay không, nhưng mà người ta tính rằng cứ 3 đôi hôn nhân thì có 1 đôi là không trung thành với nhau. Rồi trong vấn đề xét nghiệm ADN thì người ta tính rằng cứ 10 gia đình thì có tới 1 gia đình là nuôi con của hàng xóm. Ở trong công giáo của chúng ta thì tôi thiết nghĩ rằng không đến mức độ như vậy, nhưng mà ngoài xã hội thì rất có thể xảy ra những chuyện như vậy. Cho nên chúng ta biết rằng sự trung thành của con người chúng ta với Thiên Chúa cũng không phải dễ dàng. Con người của chúng ta nhiều khi cũng từ bỏ cả Thiên Chúa cơ mà. Đấy, nhiều người khi mà đi kê khai lý lịch mình là người công giáo mà không dám ghi vào đó là người công giáo, thậm chí còn ghi là tôn giáo không, sẵn sàng từ bỏ. Rồi nhiều khi được mời gọi đi tham dự thánh lễ làm việc lành phúc đức thì không dám đi, bởi vì mình đang phấn đấu vào một cái địa vị nào đó, sẵn sàng từ bỏ cả Chúa luôn. Chính vì vậy mà tôi muốn nói lên cái điều kiện của đời sống hôn nhân gia đình. Dù là ơn gọi Chúa trao ban cho nhân loại, sự trung thành và trung thủy của con người của chúng ta nhiều khi vẫn còn xảy ra ở trong gia đình. Chúng ta chưa giữ được sự trung thành ấy. Vì thế mà có một câu chuyện hai vợ chồng trẻ kia có mặt nhau 3 người con rồi. Nhưng mà bởi vì vợ chồng không trung thành và trung thủy với nhau, ông chồng thì suốt ngày uống rượu lê thê, bà vợ thì hết chuyện dưa đến chuyện này chuyện nọ đủ mọi thứ. Thế rồi nói xấu nhau, không còn trung thành với nhau nữa, rồi tìm cách trả thù cho nhau. Đấy, một hôm thì ông vợ đi uống rượu về, tức lắm bởi vì bà vợ bà ấy cứ suốt ngày bà ấy lè nhè ở bên mình thôi. Thế hôm nay cơ hội về, đi uống rượu về, về đến cửa ngõ, hô ầm ĩ lên. Bà vợ tưởng gì chạy ra, anh ơi anh say rượu rồi. Thế là cầm tay dắt chồng về, anh ta có cơ hội đánh luôn cho cô vợ một cái. Bảo mày là đứa nào mà dám đụng vào tao, chỉ có vợ của tao mới đụng vào tao mà thôi. Đấy. Nhưng qua câu nói đó cô vợ tưởng rằng anh ta vậy nhưng mà lòng thì vậy, nhưng mà ruột thì vẫn thẳng như ruột ngựa vào. Vẫn còn nhận mình là người vợ trung thành và chỉ có mình mới là người đụng vào chồng của mình thôi. Nhưng mà ai ngờ anh ta đã lấy lý do đó để mà trả thù vợ.
nói được câu đó, đánh được vợ một cái, anh ta hả hê vui sướng lắm. Thế rồi vợ dẫn chồng về nhà, nhưng mà vợ thì cũng không tha. Được rồi, đêm nay anh say rượu thì em sẽ cho anh biết, cho anh ngủ ngoài hiên, không có được vào trong nhà nữa. Ngoài hiên cho muỗi nó đốt cho một mẻ cho anh thấy, phải không? Thế rồi nhưng mà vẫn thương, bởi vì anh ta vẫn nói rằng chỉ có vợ mới được đụng vào anh ta thôi. Thôi mắc cho anh ta cái màn. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại trong lòng vẫn bực lắm, không ngủ được. Ra cầm kéo ra cắt cho một miếng màn thật to để cho muỗi nó vào nó đốt cho anh này một trận, để sáng mai cho mà thấy. Thế rồi cắt màn, muỗi nó chui và đốt nhiều lắm rồi, nhưng mà vẫn thương, nhưng mà vẫn là giận. Thế rồi ra lấy băng keo dính chặt màn lại, rồi muỗi vào nhiều thì cứ thoải mái mà đốt đi, đừng có con nào ra nữa vào, để sáng mai cho anh ta biết. Thế rồi cô vợ lại cố gắng nói to lên, đấy, em phải gài cái màn lại, có nhỡ muỗi nó vào nó đốt anh thì chết. Vào anh chồng nằm trong tỉnh rượu nhưng mà không dám nói, tưởng rằng vợ ngon lành, nó vẫn còn thương mình, nó còn biết giữ gìn cho màn, cho muỗi nó khỏi vào đốt mình. Thế qua câu chuyện đó để rồi cho chúng ta thấy được ai là người nguy hiểm, ai là người không trung thành trong đời sống gia đình của chúng ta đây. Có lẽ câu trả lời mỗi người chúng ta sẽ trả lời được, phải không? Thế thì trong ngày mừng lễ cưới của anh Du Xe Dũng và chị Maria Hà hôm nay, chắc rằng chúng ta cầu nguyện cho anh chị, anh cũng đừng có mượn những cái cơ hội như vậy để trả thù vợ. Và chị Hà cũng vậy, đừng có cơ hội để mà cầm kéo ra mà cắt màn cho anh vào. Đừng yêu thương như kiểu như vậy nữa, mà chúng ta phải yêu thương, trung thành và trung thủy với nhau cho đến trọn đời, như lời mà các anh chị lát nữa sẽ hứa trước mặt Chúa và mọi người. Trong bài tin mừng cộng đoàn chúng ta lắng nghe, sự thiếu thốn trong đời sống gia đình cũng không phải là chúng ta không gặp. Ngay trong tiệc cưới Cana đang vui vẻ vui mừng như vậy, nhưng mà rượu đã hết, niềm vui sẽ vơi đi nếu không còn rượu nữa. Đức Maria là đấng đã phát hiện ra, và mẹ đã cầu xin với Chúa, họ hết rượu rồi. Thì hôm nay mỗi người chúng ta, và đặc biệt là đôi tân hôn, cũng hãy chạy đến với mẹ Maria là người nữ cứu hộ hôn nhân của chúng ta, của các gia đình chúng ta. Chúng ta hãy kêu lên cùng mẹ: tiệc hôn nhân của các gia đình và của anh chị hôm nay đã hết rượu rồi. Xin mẹ hãy thương giúp gia đình chúng ta. Xin mẹ cũng hãy biến đổi những cái thứ rượu thật, những cái thứ rượu ngon cho gia đình của chúng ta khi mẹ nài xin với Chúa. Và tất nhiên một điều mỗi người chúng ta cũng khẩn cầu cùng Chúa và cùng mẹ Maria, cho mỗi người chúng ta cũng được bớt đi những cái thứ rượu xoàng, những cái thứ rượu chia rẽ, những cái thứ rượu ích kỷ, và kể cả như những cái thứ rượu giả ngày hôm nay, nó làm cho đời sống hôn nhân gia đình của chúng ta bớt đi hạnh phúc và bình an. Thì chỉ có Chúa và mẹ sẽ giúp cho chúng ta điều đó. Xin Chúa qua lời truyền cầu của mẹ Maria để ban ơn, chúc lành và thánh hóa cho tình yêu phu phụ của anh Du Xe Dũng cũng như của chị Maria Hà hôm nay, để chúng ta được vui sống bình an và trung thủy, trung thành với nhau cho đến trọn đời trong đời sống hôn nhân. Xin được như vậy. Amen.